Ngày 27 tháng 3 năm 2024, tại xã Tân Phúc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi, tỉnh Hưng Yên xét xử lưu động 3 vụ án hình sự về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Đào Quang Thắng, sinh năm 1964, ở xã Đào Dương. Vụ thứ hai xét xử bị cáo Vũ Huy Vinh, sinh năm 1991, trú tại thị trấn Ân Thi. Vụ thứ ba xét xử bị cáo Nguyễn Văn Ứng, sinh năm 1984, ở xã Hoàng Hoa Thám. Ba bị cáo đều bị lực lượng công an bắt quả tang tại thôn Vệ Dương và thôn Phúc Tá, xã Tân Phúc vì có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy với trọng lượng từ 0,140g đến 0,166g ma túy để sử dụng trong 2 ngày 15 và 16 tháng 12 năm 2023. Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tuyên phạt bị cáo Đào Quang Thắng 1 năm 9 tháng tù giam, bị cáo Vũ Huy Vinh 1 năm 6 tháng tù giam, bị cáo Nguyễn Văn Ứng 2 năm tù giam.